Xin kính chào quý vị và các bạn. Mưa và rét là cảm giác mà người dân miền Bắc đang cảm nhận được lúc này. Khi mà từ đêm qua, khối không khí lạnh ở lục địa Trung Quốc tràn xuống, làm cho nền nhiệt ở miền Bắc giảm đi đáng kể so với 24 giờ trước đó. Lúc này, nhiều nơi vùng núi nhiệt độ đang thấp dưới 15 độ. Còn ở Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng chỉ trong khoảng là từ 17 đến 18 độ. Sang đến ngày mai, do cường độ của khối không khí lạnh yếu dần đi, nền nhiệt sẽ tăng nhẹ đôi chút so với ngày hôm nay. Mặc dù vậy, trời thì vẫn nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi. Độ ẩm không khí rất cao, thường trên 90%, nên cảm giác rét vẫn còn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ không vượt quá ngưỡng là 23 độ. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ như là Lào Cai, Sơn La, Hòa Bình, nhiệt độ cao nhất ngày dao động là từ 22 đến 24 độ. Riêng các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, mỏm phía Tây Bắc của Sơn La, nhiệt độ cao hơn từ 24 đến 26 độ. Với miền Trung, khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống. Vùng mưa sẽ mở rộng hơn xuống các tỉnh như là Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, làm cho nền nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh miền Trung cũng giảm đi đáng kể. Ở Thanh Hóa và Nghệ An chỉ còn là từ 21 đến 22 độ. Ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình là từ 22 đến 24 độ. Trong khi từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chịu tác động nhẹ của khối không khí lạnh, vì thế mà trời vẫn có nắng và nền nhiệt độ trong ngày mai dao động là từ 27 đến 30 độ. Ngày cuối tuần ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đang trong giai đoạn của mùa khô, ít mưa và có nắng nhiều. Do trời ít mây nên nắng đã xuất hiện từ sớm. Mức nhiệt cao nhất ngày ở Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, có một số nơi như là Kon Tum, Ayunpa, Ea Hờ Leo, Bắc Nông, nhiệt độ cao là từ 33 đến 34 độ, ngang bằng với mức nhiệt phổ biến của các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Còn ở khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ là từ 32 đến 33 độ. Ở trên biển, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 5. Khu vực Nam của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió hướng Đông Bắc cường độ chỉ ở mức là cấp 4, cấp 5. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Và tiếp theo sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ cao hơn, có nơi từ 26 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rải rác, đêm và sáng trời rét nhẹ, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam từ 25 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, phía Nam có nơi còn cao hơn. Tây Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, riêng miền Đông có nơi còn cao hơn. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây có lúc hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây có lúc hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây có lúc hửng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây có lúc hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Trên sông đáy tại Ninh Bình, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,20 đến 0 mét, xuất hiện từ 23 giờ ngày 27 đến 2 giờ ngày 28. Mực nước cao nhất ở mức 0,80 đến 1 mét, xuất hiện từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 28.
Tại Như Tân, mực nước thấp nhất ở mức dưới 0,80 đến dưới 0,60m, xuất hiện từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 27. Mực nước cao nhất ở mức 1,10 đến 1,30m, xuất hiện từ 4 giờ đến 7 giờ ngày 28. Độ mặn cao nhất ở mức 5 đến 7 phần nghìn.